xin kính chào quý vị. Trong bản tin ngày 17 tháng 9, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ rất sát nhau trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Ông Obama ủng hộ Thủ tướng Trudeau trước cuộc bầu cử, nói rằng tôi tự hào về công việc chúng tôi đã làm cùng nhau. Ông Othu từ chối cho biết liệu Thủ hiến Kenny có sai khi quản lý dịch Covid-19 hay không. Vaccine Pfizer và Moderna được Bộ Y tế Canada phê duyệt đầy đủ và có tên mới. Dữ liệu của Canada cho thấy mắc Covid-19 trong thời kỳ mang thai đồng nghĩa với nguy cơ vào ICU cao gấp 10 lần. Không có phòng ở bệnh viện tỉnh BC cho bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh bang Alberta. Tỉnh Ontario đã đề nghị giúp đỡ. Tại sao giá khí đốt tự nhiên lại đạt mức cao nhất trong nhiều năm Cơ quan y tế công cộng Toronto xác nhận trường hợp đầu tiên bệnh West Nile trong năm 2021. Một vụ bắt cóc bạo lực khiến một người con trai chết, người con trai thứ hai bị bắn và người cha 63 tuổi bị thương nặng ở Hamilton. Và trong bản tin thế giới, thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức nói Trung Quốc từ chối cho tàu chiến của họ cập cảng. Trung Quốc cảnh báo hiệp ước Hoa Kỳ, Anh, Australia có thể tự làm tổn hại đến lợi ích của chính họ hơn 40% các doanh nghiệp lớn của Anh gặp khó khăn trong việc tuyển dụng. Cảnh sát đang truy lùng một người phụ nữ mất tích trong chuyến đi xuyên nước Mỹ bằng xe van với hôn phu, trong khi vị hôn phu này đã quay trở lại với chiếc xe van một mình. Sài Gòn bắt đầu nới lỏng các hạn chế của Covid-19. Hoàng Anh, Tuấn Liêm xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi xin được thông báo, sắp tới kênh Culture Channel sẽ có sự trở lại của bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi là bác sĩ gia đình với trên 30 năm trong nghề tại Canada, sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của quý khán giả về vaccine COVID-19 cũng như các câu hỏi về sức khỏe. Kính mời quý vị gửi câu hỏi của mình ở ngay bên dưới phần comment phản hồi dưới bản tin. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ rất sát nhau trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Theo dữ liệu thăm dò mới nhất từ Nano Research, khi ngày bầu cử tới gần, cả hai đảng, Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ, đều không thể bảo đảm được vị trí dẫn đầu một cách thoải mái và hai đảng vẫn đang hòa nhau. Đảng Tự do nhận được 31,9% số ủng hộ, trong khi Đảng Bảo thủ có 30,3% nếu tính vào biên độ sai số của cuộc khảo sát thì hai bên là có số lượng ủng hộ ngang nhau đối với các đảng khác đảng NDP có 21,1% số cử tri ủng hộ tiếp theo là đảng Nhân dân Canada PPC với 6,7% khối Quebecois có 6,4% và đảng Xanh có 3,2% Ngoài ra, dữ liệu của Nano cho thấy một cuộc chạy đua sát nút giữa nhà lãnh đạo tự do ông Justin Trudeau và nhà lãnh đạo của đảng bảo thủ ông Erin O'Toole để tranh giành vị trí thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Trudeau có 30% số cử tri ủng hộ trong khi ông O'Toole có 27%. Ông Jamit Singh của đảng NDP là sự lựa chọn phổ biến thứ ba cho vị trí thủ tướng với 20,8% và sau đó là Maxime Bernier của đảng PPC với 6,6%. Ông Obama ủng hộ Trudeau trước cuộc bầu cử và nói rằng: "Tôi tự hào về công việc mà chúng tôi đã cùng nhau làm." Cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ủng hộ nhà lãnh đạo của Đảng Tự do liên bang là ông Justin Trudeau trước cuộc bầu cử ngày 20 tháng 9. Ông Obama viết trên Twitter hôm thứ năm Chúc bạn tôi là Justin Trudeau những điều tốt đẹp nhất trong cuộc bầu cử sắp tới của Canada. Justin là một nhà lãnh đạo hiệu quả và có tiếng nói mạnh mẽ cho các giá trị dân chủ và tôi tự hào về công việc mà chúng tôi đã cùng nhau làm. Lãnh đạo đảng tự do đã trả lời tweet của ông Obama và nói Cảm ơn sự ủng hộ của bạn Barack Obama. Chúng tôi đã có nhiều tiến bộ và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì nó. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới ngày bầu cử, ba nhà lãnh đạo chính đang tiếp tục các chuyến công du ở miền Đông và miền Trung Canada nhưng trọng tâm cho đến nay vẫn là miền Tây. Các nhà lãnh đạo liên bang đã đổ lỗi cho nhau hôm thứ Năm về cuộc khủng hoảng COVID-19 đang gia tăng tại Alberta. Mỗi bên đang tìm cách tạo mối liên hệ giữa tình trạng khẩn cấp về sức khỏe nghiêm trọng của tỉnh và các chính sách của các nhà lãnh đạo còn lại. Lãnh đạo đảng tự do ông Justin Trudeau cho biết các chính trị gia của đảng bảo thủ trình khắp đất nước đã không hiệu quả trong việc chống lại đại dịch và đặt câu hỏi liệu lãnh đạo của đảng bảo thủ ông Erin O'Toole có nên ngồi đối diện với các thủ hiến để bàn chuyện hay không. Lãnh đạo đảng bảo thủ Erin O'Toole đã từ chối cho biết trong cuộc họp báo vào hôm thứ năm, liệu ông có còn nghĩ rằng thủ hiến Alberta ông Jason Kenney đã xử lý đại dịch tốt hơn chính phủ liên bang hay không. Khi tỉnh này đang phải đối mặt với tình trạng COVID-19 ngày càng tồi tệ hơn, sau khi lãnh đạo đảng tự do là ông Justin Trudeau và lãnh đạo NDP Singh cùng phản hồi về các hạn chế mới vừa được công bố của tỉnh Alberta và việc ông Kenny thay đổi lập trường về hộ chiếu vaccine, ông O'Toole đã liên tục né tránh các câu hỏi của phóng viên về vấn đề này. Ông O'Toole cho biết. Trong suốt cuộc khủng hoảng này, tất cả các tỉnh đã cố gắng cân bằng giữa việc nâng cao sức khỏe cộng đồng và cân bằng các nhu cầu kinh tế. Tất cả các tỉnh đều có sự thay đổi và điều chỉnh dựa trên nhiều lý do khác nhau, ông O'Toole cho biết tại một câu lạc bộ, bộ môn Curling ở St. John, New Brunswick. Nhưng điều mà các tỉnh chưa có là một đối tác nhất quán và đáng tin cậy ở Ottawa. Ông Trudeau đánh nhau với mọi người, còn tôi sẽ chiến đấu cho người dân Canada và chúng tôi sẽ không bao giờ để biến thể Delta chiếm ưu thế ở Canada, ông O'Toole nói. Vào mùa thu năm ngoái, trước khi nỗ lực tiêm chủng hàng loạt được tiến hành và trước khi Thủ hiến Kenny dỡ bỏ hầu hết các hạn chế COVID-19 vào tháng 7 vừa qua, ông O'Toole đã nói trong một video rằng Thủ hiến Kenny đã điều hướng đại dịch COVID-19 này tốt hơn nhiều so với chính phủ liên bang khi được hỏi trong buổi họp báo vào hôm thứ Năm rằng liệu đó có còn là quan điểm của ông hay không, ông O'Toole đã xoay quanh về việc ông Trudeau kêu gọi một cuộc bầu cử trong đại dịch và gợi ý rằng điều mà người Canada tập trung vào không phải là các ICU ngày càng hoạt động hết công suất ở tỉnh Alberta, mà là lý do tại sao đất nước đang tham gia một chiến dịch bầu cử liên bang. Vì vậy, những gì người Canada phải nhận ra là cuộc bầu cử này là về một sự lựa chọn một thủ tướng đã không quan tâm đến biến thể Delta và kêu gọi một cuộc bầu cử, một cuộc bầu cử trị giá 600 triệu đô la, hoặc một người sẽ bảo đảm rằng chúng ta đã sẵn sàng, có kế hoạch để bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị trong tình huống không phản ứng kịp và không chuẩn bị cho một đại dịch, ông O'Toole nói. Vào tối thứ Tư, Thủ hiến Kenny đã tổ chức một cuộc họp báo và ông đã xin lỗi về cách tiếp cận đại dịch của chính phủ và thừa nhận đó là con đường sai lầm. Ông Kenny cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi các ca COVID-19 đang còn bệnh đã vượt quá 18.000 ca là con số nhiều nhất so với bất kỳ tỉnh bang nào. Phát biểu trong chiến dịch tranh cử ở Montreal hôm thứ Năm, Thủ tướng Trudeau cho biết mặc dù ông không có quyền đánh giá cách tiếp cận của tỉnh Alberta trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhưng cuộc khủng hoảng đã có bằng chứng cho thấy lãnh đạo là vấn đề quan trọng. Nhà lãnh đạo đảng tự do gọi tình huống này là đau lòng và cho biết ông đã nói chuyện với thư ký của hội đồng cơ mật để bảo đảm đáp ứng các nhu cầu của tỉnh khi chiến đấu với làn sóng thứ tư. Thủ tướng Trudeau nói, các máy thở đang được chuyển đến, chúng tôi có thể làm thêm bất cứ điều gì cho dù đó là cử nhiều chuyên gia y tế hơn như chúng tôi đã làm ở tỉnh bang Ontario vài tháng trước khi họ bị quá tải. Chúng tôi cũng sẽ bảo đảm người Alberta nhận được sự hỗ trợ tôi nghĩ những gì người Canada thấy ở đây là vấn đề lãnh đạo ở bất kỳ cấp độ nào việc chúng ta lựa chọn ai để lãnh đạo chính phủ vượt qua thời kỳ khủng hoảng quyết định chúng ta sẽ làm như thế nào ông trudeau cho biết thêm ông hiểu những lo ngại mà người Canada có thể có là các chính trị gia bảo thủ trên khắp đất nước này đã không hoạt động hiệu quả trong việc chống lại đại dịch này câu hỏi mà tôi đặt ra sau đó cho mọi người là bạn có thực sự muốn ông Erin O'Toole ngồi đối diện với họ trong bàn của các thủ hiến nói về cách chúng ta kết thúc đại dịch này khi bản thân ông ấy không thể chống lại những người chống vaccine trong đảng của riêng ông ấy? Thủ tướng Trudeau nói. Và chuyển sang các bản tin liên quan đến COVID-19. Vaccine Pfizer-Moderna được Bộ Y tế Canada phê duyệt đầy đủ và có tên mới. Cả vaccine Pfizer và Moderna COVID-19 đều đã được phê chuẩn toàn diện từ Bộ Y tế Canada cho bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên. Ngoài ra, vaccine COVID-19 của Pfizer giờ đây sẽ còn được gọi với cái tên là Community. Trong khi đó, thì vaccine Moderna thì có tên là Spikevax và vaccine AstraZeneca thì được gọi là Vaxzevria. Bộ Y tế Canada cho biết đây chỉ là những thay đổi về tên, không có thay đổi nào đối với bản thân các loại vaccine. Hoa Kỳ đã cấp phép cho vaccine Pfizer phê duyệt đầy đủ của FDA vào ngày 23 tháng 8, chỉ vài tuần trước. Tỷ lệ tiếp nhận vaccine của Canada đã chậm lại trong những tuần gần đây sau đợt triển khai ban đầu. Hơn 84% người dân Canada trên 12 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 và hơn 77% người Canada đủ điều kiện hiện đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Canada, chưa đến 0,6% người dân Canada đến tiêm vaccine COVID-19 trong tuần trước, mặc dù thực tế là 15% trong số những người đủ điều kiện vẫn chưa được tiêm. Canada phải học hỏi từ cuộc khủng hoảng đại dịch từ các vùng của phía Tây và thêm nói. Giám đốc Y tế công cộng của Canada cho biết các tỉnh khác cần học hỏi từ bài học đáng thương về đại dịch của Alberta và Saskatchewan nếu họ muốn tránh một cuộc khủng hoảng mà hiện đang ảnh hưởng đến các dịch vụ y tế ở các tỉnh đó. Đừng tự mãn, bà Teresa Tham nói trong một cuộc họp báo sáng nay. Chúng ta phải hết sức cảnh giác với loại virus này. Khi bạn thấy nó đang tăng cao, hãy hành động nhanh chóng, bởi vì theo tôi, chúng ta đã rút kinh nghiệm từ tình hình ở Alberta lẫn ở Saskatchewan vào lúc này. Vào thứ Năm, Thủ hiến Alberta Jason Kennedy đã tái áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt và sâu rộng để chống lại sự lây lan của COVID-19, bao gồm một yêu cầu mới là mọi người phải cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc là xét nghiệm COVID-19 âm tính để được vào một số doanh nghiệp và sự kiện xã hội. Alberta có hơn 18.000 người đang mắc COVID-19, nhiều nhất so với bất kỳ tỉnh nào hiện nay. Đang có 877 người trong bệnh viện của tỉnh với căn bệnh này vào hôm thứ tư và 218 người trong số họ đang được chăm sóc đặc biệt ICU. Tại Ontario, dân số gấp 3 lần Alberta có 348 người trong bệnh viện với 118 người được chăm sóc đặc biệt. Tiến sĩ tham cho biết, mặc dù phần lớn người Canada đã được tiêm chủng, vẫn còn 7 triệu người Canada chưa các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp đang tiếp tục nhận các bệnh nhân ở độ tuổi từ 40 tới 50. Tránh việc đóng cửa thêm các trường học, bà Thames cho biết Public Health Agents of Canada, cơ quan y tế công cộng của Canada, đã xem xét các đơn vị y tế công trên toàn quốc và tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp đang có tỷ lệ nhiễm trùng gia tăng bà cho biết những khu vực trong nước đang phải vật lộn nhiều nhất với đại dịch là ở phía tây tỉnh bang alberta bắc saskatchewan và các vùng phía bắc và các vùng nội địa của british columbia bà thêm cho rằng ở những nơi mà việc tăng tỷ lệ tiêm chủng đang gặp khó khăn thì các cơ quan nên áp đặt các hạn chế về sức khỏe cộng đồng như là hạn chế số người có thể cùng nhau tụ tập bắt buộc đeo khẩu trang trong nội thất và rửa tay và giữ khoảng cách Tiến sĩ Thêm cho biết thêm, nếu tỷ lệ tiêm chủng không thể tăng lên ở những vùng này và các biện pháp y tế công cộng như vậy không được áp dụng, thì các biện pháp hạn chế mạnh hơn, chẳng hạn như là đóng cửa và phải ở nhà, có thể phải được thực hiện. Theo nhận định của tiến sĩ Teresa Thêm, mặc dù không có tỉnh nào miễn nhiễm với biến thể COVID-19 Delta có khả năng lây nhiễm cao, nhưng mà các tỉnh ở Đại Tây Dương Canada đã kiểm soát được tỷ lệ lây nhiễm tăng đột biến bằng cách hành động nhanh chóng trong việc áp dụng một số biện pháp địa phương. Dữ liệu của Canada cho thấy mắc COVID-19 trong thời kỳ mang thai đồng nghĩa với nguy cơ vào ICU cao gấp 10 lần. Lúc cô Alex Carneo xét nghiệm dương tính với coronavirus vào đầu tháng 8, khi đang mang thai một cặp song sinh, cô không lường trước được bệnh tình của mình sẽ tiến triển nhanh tới mức như thế nào. Là một công dân sống tại Kelowna, tỉnh BC, 28 tuổi, chưa được tiêm phòng, ngoài việc đang trải qua thai kỳ có nguy cơ cao hơn, cô là người khỏe mạnh và không có bệnh lý tiềm ẩn, Mặc dù vậy, các triệu chứng nhẹ ban đầu của cô trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày. Cô Kanyo kể lại, tôi bắt đầu bị đau ngực, không thể thở được dễ dàng và tôi bắt đầu không thể nuốt bất kỳ chất lỏng nào xuống mà không ói ra. Đó là khi tôi biết vào khoảng ngày thứ sáu rằng tôi cần phải đến bệnh viện. Cô ấy phải nhập viện một thời gian ngắn, về nhà một ngày và sau đó bắt đầu vật lộn chỉ để đứng dậy. Sau khi trở lại phòng cấp cứu tại địa phương, cô được đưa vào khu vực cách ly COVID-19. Tôi bị đánh thức bởi một y tá vào lúc nửa đêm. Người này nói rằng hàm lượng oxy trong máu của tôi giảm tới mức đáng ngại. Vì vậy, họ đã cho tôi thở oxy trong hai ngày. Và đó là một điều gì đó gây sốc cho tôi, cô Carnio nói. Nhưng trải nghiệm của cô ấy lại không ngạc nhiên cho các nhà nghiên cứu Canada, những người đã theo dõi tác động của COVID-19 đến thai kỳ Dữ liệu cho thấy những người đang mang thai phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn và một khi cần phải nhập viện thì họ cần phải đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU hoặc là cần tới hỗ trợ sự sống. Theo các bằng chứng sơ bộ, tài liệu tóm tắt mới từ Ontario's COVID-19 Science Advisory Table tức là bản tư vấn về khoa học COVID-19 của Ontario lưu ý những nguy cơ nhiễm COVID-19 khi mang thai bao gồm nguy cơ cần phải sinh mổ và sinh non. Dữ liệu mới nhất hiện có của Canada được biên soạn bởi Canadian Surveillance of COVID-19 in Pregnancies, tạm dịch là Nhóm giám sát COVID-19 trong thai kỳ của Canada, gọi tắt là CanCOVID, cũng cho thấy những người đang có mang có nguy cơ nhập viện vì COVID-19 cao hơn gần 5 lần so với những người bình thường và khả năng cần vào ICU cao gấp 10 lần. Tài liệu tóm tắt viết rằng 7 tới 15% những người mang thai mắc Covid-19 sẽ bị bệnh từ trung bình đến nặng và cần phải nhập viện. Nhóm cố vấn đã lưu ý rằng nguy cơ nhập viện gia tăng ở người mang thai có thể được giải thích một phần do các ngưỡng thấp hơn trong việc chăm sóc thai kỳ. Có nghĩa là những người mang thai có thể phải nhập viện trong khi một người bình thường với các triệu chứng tương tự thì sẽ không cần phải làm như vậy. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh những người đang mang thai cũng có nguy cơ cao hơn cần thở máy trong các nghiên cứu khác nhau. Đó là dấu hiệu của bệnh nặng về mặt lâm sàng. Trong khi nghiên cứu của Canada và quốc tế đều cho thấy phần lớn các ca nhiễm trùng khi mang thai không có triệu chứng hoặc ở mức nhẹ. Tiến sĩ Wendy Whittle, một chuyên gia y học về thai nhi tại Bệnh viện Mount Sinai ở Toronto cho biết nguy cơ về các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng cao hơn đang rất đáng quan tâm đặc biệt là ở những người mang thai thường có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn, điều mà người ta đã thấy trong dữ liệu từ Ontario và Hoa Kỳ. Sáu phụ nữ mang thai tại Alberta phải vào ICU vào tháng 8. Ở Alberta, nơi có số người đang nhiễm COVID-19 lớn nhất toàn quốc, những lo ngại đó đã trở thành sự thật. Một phụ nữ Alberta đang có mang chưa được tiêm phòng gần đây đã qua đời vì nhiễm trùng liên quan tới covid sau khi nhập viện ICU, trong khi con của cô ấy đã được sinh ra và sống sót. Các quan chức của tỉnh cũng đã thông báo vào tuần trước rằng có 6 người tại Alberta đang có mang tất cả đều chưa được tiêm phòng đã vào ICU do COVID-19 vào tháng 8. Đây là một mức tăng đột biến trong một tháng, gần như tương ứng với con số là 7 người trong thời gian cả năm đầu tiên của đại dịch. xin được chứng minh là an toàn, hiệu quả trong thời kỳ mang thai. Các chuyên gia về phụ khoa cho biết, ngoài các biện pháp phòng ngừa cơ bản, tiêm phòng là một cách tốt nhất để ngăn ngừa bị lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng. Nhưng xác định xem có nên tiêm hay là không là một quá trình đầy khó khăn đối với nhiều phụ nữ Canada. Tuy nhiên, các loại vắc xin đã được phê duyệt ở Canada và Hoa Kỳ đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong thời kỳ mang thai. Theo các nhà khoa học và các nghiên cứu ở cả hai nước Hiện không có phòng ở bệnh viện tỉnh BC cho bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh bang Alberta, tỉnh Ontario đã đề nghị giúp đỡ. Bộ trưởng Y tế của tỉnh BC là ông Adrian Dix cho biết, tỉnh BC hiện không có khả năng giúp giảm bớt căng thẳng cho hệ thống bệnh viện đang gặp khó khăn do Covid-19 của tỉnh bang Alberta. Do nhu cầu hiện tại đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh BC, chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ việc tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Alberta vào thời điểm này. Ông Dix cho biết trong một tuyên bố, tuy nhiên, chúng tôi đã nói với tỉnh Alberta rằng nếu có những điều chúng tôi có thể làm để hỗ trợ họ, chúng tôi sẽ làm. Và nếu chúng tôi có thể tiếp nhận bệnh nhân trong tương lai, chúng tôi sẽ làm như vậy. Hôm thứ Tư, thì Thủ Hiến Alberta, ông Jason Kenney đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi ông nói rằng tỉnh có thể thiếu giường bệnh chăm sóc đặc biệt và nhân viên trong vòng 10 ngày. Tại cuộc họp tương tự, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của dịch vụ y tế Alberta là tiến sĩ Verna cho biết, tỉnh đang tìm đến các tỉnh láng giềng để tìm không gian cho phòng chăm sóc đặc biệt ICU tiềm năng hoặc nhân viên có tay nghề cao mà có thể đến Alberta để giúp đỡ. Tỉnh này đang phải vật lộn với 270 bệnh nhân COVID-19 cao kỷ lục trong phòng ICU và đã buộc phải hủy bỏ hàng trăm ca phẫu thuật do áp lực lên bệnh viện từ những bệnh nhân hầu hết không được tiêm chủng hiện có gần 900 bệnh nhân đang nhập viện tại tỉnh. Tiến sĩ Diêu cho biết đó là đã tính đến 132 không gian đã tăng thêm mà chúng tôi đã mở để đáp ứng nhu cầu. Nếu không có những giường bệnh bổ sung đó thì chúng tôi sẽ ở mức 156% công suất bình thường của chúng tôi. Tỉnh BC thì cũng đã chứng kiến số ca nhập viện COVID-19 của riêng mình tăng đều đặn kể từ đầu tháng 8 và các bác sĩ đã cảnh báo về tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng thêm và tình trạng thiếu nhân viên. Số lượng bệnh nhân ở tỉnh BC trong phòng ICU tính đến thứ năm đứng ở mức 134 người đã tăng so với cuối tháng 7 khi chỉ có 16 bệnh nhân, nhưng vẫn thấp hơn mức cao nhất là 178 người đã được thiết lập vào tháng tư. Tỉnh Ontario đã đề nghị giúp đỡ tỉnh Alberta với các bệnh nhân COVID-19 khi các bệnh viện bị áp lực của làn sóng thứ tư COVID-19. Tiến sĩ Vernier, chủ tịch và giám đốc điều hành của dịch vụ y tế Alberta cho biết, phương án cuối cùng, một số bệnh nhân có thể được chuyển đến tỉnh Ontario. Tôi không thể nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của tình hình tại các bệnh viện của chúng tôi, bà Yiu nói trong một cuộc họp báo tỉnh Ontario đã ân cần giúp đỡ và chúng tôi đang thảo luận với họ về khả năng chuyển bệnh nhân nếu cần. Trong tuần trước thì tổng số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt đã tăng 16%. Mỗi ngày có 18 đến 20 bệnh nhân COVID-19 được đưa vào phòng ICU. Bà Diêu nói thêm, chúng tôi đã yêu cầu nhóm của mình xác định và mở bất kỳ không gian nào có thể được sử dụng làm giường ICU. Điều này bao gồm các không gian như là phòng phẫu thuật, đơn vị chăm sóc sau gây mê, không gian quan sát và khu hồi sức. Tất cả các phẫu thuật không khẩn cấp đã bị hủy bỏ, bà Diu nói. Và nói thêm rằng dịch vụ y tế Alberta đang phải vật lộn để tìm đủ nhân viên chăm sóc sức khỏe để làm việc theo ca, đặc biệt là trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi đang tuyển dụng lại nhân viên, chúng tôi đưa nhân viên đã được đào tạo ICU trong quá khứ trở lại hệ thống. Chúng tôi đã xúc tiến đào tạo về ICU để chúng tôi có thể đưa nhân viên ở các phòng bệnh thường xuyên để đưa họ vào giúp tại ICU. Dịch vụ y tế Alberta cũng đã hỏi các tỉnh bang khác nếu họ có nhân viên tuyến đầu sẵn sàng đến Alberta để giúp đỡ, bà Yu cho biết. Tiến sĩ Dini Henshaw, giám đốc y tế của tỉnh Alberta, cũng cho biết trong cuộc họp báo tỉnh có thêm 1.718 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua. Tỷ lệ dương tính của xét nghiệm hiện là 10,6%. Alberta hiện có 18.706 ca đang còn bệnh với COVID-19. Theo tình trạng khẩn cấp hiện nay, bà Hinshaw cho biết bà sẽ quay lại cập nhật hai lần một tuần về COVID-19 ở tỉnh Alberta. Hôm tối thứ Tư, Thủ hiến Jason Kenney đã công bố các biện pháp hạn chế mới, bao gồm giới hạn về các cuộc tụ họp xã hội và các quy định nghiêm ngặt về doanh nghiệp, nơi làm việc và nơi thờ tự có hiệu lực từ thứ Năm ngày 16 tháng 9. Thủ hiến Kenny cũng đã công bố một chương trình bằng chứng tiêm chủng mới. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 20 tháng 9, người dân Alberta sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc chủng ngừa hoặc xét nghiệm COVID-19 âm tính để vào một số cơ sở mà doanh nghiệp đã đồng ý tuân thủ chương trình. Các cơ sở đó sẽ được miễn các hạn chế về sức khỏe cộng đồng, nhưng phải bảo đảm rằng khách hàng đủ điều kiện tiêm vaccine cung cấp bằng chứng về việc chủng ngừa hoặc xét nghiệm COVID-19 âm tính nếu một doanh nghiệp hoặc dịch vụ chọn không yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng, họ sẽ phải tuân thủ các biện pháp y tế mới. Các biện pháp y tế mới được công bố vào tối thứ tư, có hiệu lực bắt đầu vào thứ năm ngày 16 tháng 9, bao gồm các hạn chế trong đó có giới hạn sức chứa đối với nhà hàng, tụ họp trong nhà, đám cưới và đám tang, bán lẻ, địa điểm giải trí, thể dục thể thao trong nhà. Các quy định bao gồm lệnh cấm ăn uống trong nhà tại nhà hàng lệnh làm việc tại nhà và bắt buộc đeo khẩu trang đối với các trường học. Những người đủ điều kiện mà chưa được tiêm chủng không được phép tham dự bất kỳ cuộc tụ tập xã hội nào bên trong nhà. Những người Alberta được chủng ngừa phải giới hạn các cuộc tụ tập xã hội bên trong nhà của họ ở hai nhóm và tối đa là 10 người. tại tỉnh Quebec, thời gian được gia hạn trong việc phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng ở một số địa điểm không thiết yếu như là quán bar và nhà hàng hiện đã hết hạn. Theo đó, thì người dân tỉnh Quebec từ 13 tuổi trở lên hiện được yêu cầu phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng COVID-19 để tiếp cận các doanh nghiệp và sự kiện như là nhà hàng, trung tâm thể dục và lễ hội. Hộ chiếu vaccine có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, nhưng chính phủ đã cho 15 ngày thêm trước khi có thể phạt những người vi phạm. Để chứng minh tình trạng tiêm chủng của mình, các cá nhân phải xuất trình mã QR ở định dạng giấy, định dạng PDF trên thiết bị di động hoặc từ ứng dụng VaxiCode có thể tải xuống điện thoại thông minh. Những người từ 16 tuổi trở lên cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân có kèm ảnh, photo ID. Còn đối với những người 75 tuổi trở lên, giấy tờ tùy thân không có ảnh cũng được chấp nhận. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 16 tháng 9, Canada báo cáo có thêm 4.666 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.564.089 ca, có 3.834 ca đã được báo cáo phục hồi trong ngày. Hiện có 42.763 ca còn bệnh, có thêm 20 ca tử vong được ghi nhận. Tổng số ca tử vong là 27.325 cho đến nay. Hiện nay đã có hơn 54,7 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó đã có hơn 28,5 triệu người hay là hơn 74,7% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và gần 68,8% dân số đã tiêm hai liều. 85,8% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 79% đã tiêm hai liều. Ontario báo cáo có 864 ca bệnh mới và 3 ca tử vong Quebec có 782 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Saskatchewan có 439 ca bệnh mới. Thủ hiến Scott Moore đã thông báo hôm thứ Năm rằng tỉnh sẽ thực hiện chính sách bắt buộc đeo khẩu trang, chính sách về bằng chứng tiêm chủng và yêu cầu nhân viên chính phủ phải tiêm phòng hoặc là xét nghiệm âm tính. Chính sách khẩu trang của tỉnh áp dụng cho tất cả các không gian công cộng ở trong nội thất bắt đầu từ ngày thứ Sáu và tỉnh có mục tiêu dỡ bỏ lệnh này vào cuối tháng 10 chính sách bằng chứng tiêm chủng sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 và sẽ áp dụng cho các cơ sở, doanh nghiệp và địa điểm tổ chức sự kiện. Manitoba báo cáo có 64 ca bệnh mới. Tỉnh Alberta báo cáo 1.718 ca bệnh mới và 10 ca tử vong. Tỉnh PC có 706 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Nova Scotia có 34 ca bệnh mới. Prince Edward Island có 7 ca mới. New Brunswick có 51 ca mới và Yukon có một ca mới. Starkhand cho biết doanh số bán sỉ giảm trong tháng 7 do giá gỗ giảm. Cơ quan thống kê Canada gọi là Starkhand cho biết doanh số bán sỉ đã giảm 2,1%, xuống còn 70,1 tỷ Canada trong tháng 7 do doanh số bán vật liệu xây dựng và vật tư sụt giảm vì giá gỗ giảm. Đây là mức giảm tổng thể thứ hai liên tiếp và là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Đó là do doanh số bán vật liệu xây dựng và vật tư giảm 12,4%, trong khi doanh số bán đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng giảm 1,6% và doanh số bán thực phẩm, đồ uống và thuốc lá cũng giảm 0,8%. Mức tăng lớn nhất là từ ngành phụ tùng xe có động cơ và xe có động cơ tăng 1,8% nếu không tính tới ngành vật liệu xây dựng và vật tư, doanh số bán sĩ tăng 0,1%. Tại sao giá khí đốt thiên nhiên lại đạt mức cao nhất trong nhiều năm? Giá khí đốt thiên nhiên đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm. Mức tăng dự kiến sẽ ảnh hưởng tới hóa đơn khí đốt của người dân khi mùa đông sắp đến. Sự kết hợp của các yếu tố ở Bắc Mỹ và châu Âu, từ những cơn bão mùa hè đến sự suy giảm nguồn cung ở nước ngoài, đã góp phần làm tăng giá nhiên liệu hóa thạch. Martin King, nhà phân tích cao cấp tại RMB Energy, cho biết giá khí đốt thiên nhiên giao ngay tại Alberta là khoảng 4,80 Canada cho mỗi 1 gigajoule vào sáng thứ năm. Đây là một trong những mức giá cao nhất ông từng thấy. Sachs Energy cho biết giá khí đốt thiên nhiên ở trên thị trường đã tăng gấp đôi kể từ khi công ty này giảm giá vào năm 2019. Công ty chỉ ra rằng nhu cầu khí đốt thiên nhiên tăng lên để sản xuất điện, cùng với việc sản xuất khí đốt thiên nhiên hóa lỏng đang góp phần làm tăng giá khí đốt. Tại Ontario, Enbridge Gas đã nộp đơn lên cơ quan quản lý để tăng từ 6 đến 8% mức phí mà 3,8 triệu khách hàng của mình phải trả. Công ty cho biết trên cơ sở hàng năm, con số này sẽ cao hơn khoảng 60 đến 80 đô la cho một người. Nếu được chấp thuận, giá mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10. Liên hoan phim quốc tế Toronto TIFF báo cáo một ca Covid-19 ở một khán giả đã tham dự các buổi chiếu cho giới báo chí và trong ngành. Tổ chức TIFF cho biết, nhóm quan hệ khách hàng của họ đã được thông báo về kết quả Covid-19 dương tính. Nhưng lễ hội không cung cấp chi tiết về số lượng hoặc buổi chiếu nào có liên quan. Theo một tuyên bố, Matt Can, là chuyên gia tư vấn sức khỏe và an toàn COVID-19 của TIFF, đã đưa ra lời khuyên rằng do các giao thức thực thi nghiêm ngặt được áp dụng tại tất cả các địa điểm của TIFF, trường hợp này được coi là rủi ro thấp. Các buổi chiếu bị ảnh hưởng bao gồm Dune: The Humans và Bermin Island tại nhà hát Scotiabank. Lễ hội kéo dài 10 ngày và sẽ bế mạc vào thứ Bảy sau sự kết hợp giữa các buổi chiếu kỹ thuật số và trực tiếp. Bất kỳ ai vào địa điểm TIFF đều phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và xuất trình bằng chứng họ đã được tiêm chủng đầy đủ COVID-19 hoặc bằng chứng họ đã xét nghiệm âm tính với virus trong vòng 48 giờ trước đó. Cơ quan Y tế Công cộng Toronto cho biết đã xác nhận trường hợp đầu tiên bệnh West Nile trong thành phố vào năm 2021. Trường hợp được xác nhận là ở một cư dân trưởng thành. Virus này được truyền sang người qua vết đốt của mũi bị nhiễm bệnh. Theo nhân viên y tế của thành phố là tiến sĩ Eileen Davila. Trong khi nguy cơ bị nhiễm virus West Nile vẫn ở mức thấp trong thành phố, bây giờ là thời điểm tốt để cư dân thực hiện các bước phòng ngừa khi tận hưởng không gian bên ngoài nhằm giảm thiểu khả năng bị mũi nhiễm bệnh cắn. Cơ quan Y tế Công cộng Toronto đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa sau đây. Mặc quần áo sáng màu, quần dài và áo sơ mi dài tay khi ra ngoài trời, bôi thuốc chống côn trùng có chứa DEET hoặc Icaridin và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cẩn thận hơn trong những giờ cao điểm bị mũi đốt, hoàng hôn và bình minh bằng cách sử dụng thuốc xua đuổi và cha phủ. Bảo đảm rằng nhà của bạn có các tấm chắn kín trên cửa sổ và cửa ra vào. Loại bỏ nước động khỏi nhà nơi mũi có thể sinh sản. Nước động bao gồm bất kỳ nước động lại trong các vật dụng như là nắp hồ bơi, xô, chậu, trồng cây, đồ chơi và thùng chứa chất thải. Các triệu chứng của virus thường xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi một người bị cắn. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, buồn nôn, đau nhức cơ thể, các bàn trên da và sưng các tuyến bạch huyết. nguy cơ mắc bệnh nặng hơn ở những người lớn tuổi hoặc những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm. bất kỳ ai lo ngại rằng họ có thể đã mắc bệnh West Nile hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. du lịch mùa hè tăng vọt, WestJet và Air Canada yêu cầu nhân viên tình nguyện giúp đỡ du lịch mùa hè đã tăng đột biến trên khắp đất nước, đã buộc hai hãng hàng không lớn nhất của Canada phải yêu cầu nhân viên tình nguyện giúp đỡ tại các sân bay để vượt qua những thách thức về nhân sự, một động thái tạo ra sự phản đối từ các công đoàn. Trong một email gửi tới tất cả nhân viên, WestJet đã mô tả lượng hành khách tăng nhanh chóng đang gây ra một số vấn đề hoạt động tại nhiều sân bay, bao gồm cả sân bay hàng đầu của hãng ở Calgary. Theo đó, thì những vấn đề trong quá trình phục hồi này đòi hỏi tất cả mọi người đều phải chung tay. WestJet còn kêu gọi nhân viên tình nguyện giúp đỡ những hành khách cần hỗ trợ xa lăng tại sân bay quốc tế Calgary. Trong khi đó, thì Air Canada cần thêm nhân sự tại sân bay Pearson của Toronto vì các nhân viên tại sân bay bị quá tải, dẫn đến việc chuyến bay bị hủy và nhiều người bị lỡ chuyến bay. Vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, lưu lượng hành khách hàng không đạt mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu ngành công nghiệp hàng không không tránh khỏi những thách thức về nhân sự mà nhiều lĩnh vực khác phải đối mặt khi tình trạng đóng cửa bắt đầu được dỡ bỏ. Các hãng hàng không tiếp tục đối phó với những hạn chế thay đổi của chính phủ, đồng thời tuân theo một loạt các giao thức COVID-19 tại sân bay trong nước và quốc tế. Tại Toronto Pearson, quá trình thủ tục đến từ sân bay quốc tế có thể mất đến 3 giờ. Vì hành khách được Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada và Cơ quan Y tế Công cộng của Canada kiểm tra hành lý, lấy hành lý và có thể làm xét nghiệm COVID-19. Một số công đoàn đã khuyên các thành viên của họ tránh tình nguyện vì nhiều lý do. Unifor, đại diện cho các nhân viên tiếp khách hàng tại cả hai hãng hàng không lớn của Canada, cho biết các thành viên của họ rất khó chịu khi được kêu gọi làm tình nguyện viên và công đoàn không hài lòng vì không có bất kỳ cảnh báo hoặc cuộc trò chuyện sâu nào. Vụ bắt cóc bạo lực khiến cho một người con trai chết, một người khác bị bắn và người cha 63 tuổi bị thương nặng ở Hamilton. Cảnh sát cho biết một vụ bắt cóc một người đàn ông Hamilton vào sáng sớm trong một cuộc đột nhập vào nhà đầy bạo lực đã khiến cho một trong những người con trai của ông ta bị thiệt mạng, một người con trai khác bị bắn và người đàn ông 63 tuổi này sau đó được tìm thấy trong tình trạng nghiêm trọng. Fakir Ali được tìm thấy trên Beach Boulevard gần với cầu Burlington Leaf Bridge vào khoảng 9 giờ sáng thứ Năm với những vết thương nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng, phát ngôn viên của cảnh sát Hamilton Indy Barrage cho biết. Được biết, Ali bị cưỡng bước ra khỏi nhà gần Glencastle Road và Dickinson Road ở Mount Hope vào khoảng 3 giờ sáng. Barrage cho biết, các cảnh sát đã tìm thấy con trai của ông Ali, cả hai đều ở độ tuổi 20 với những vết thương do đạn bắn. Thêm một người đã chết và người kia phải phẫu thuật lúc 10 giờ sáng thật đáng lo ngại quan chức quan hệ truyền thông nói lưu ý rằng đây là vụ nổ súng thứ ba mà thành phố đã chứng kiến trong tuần qua và đây không phải là điều thường thấy ở hamilton các nhà điều tra tin rằng vụ việc đã được nhắm mục tiêu nhưng vẫn đang làm việc để xác định động cơ ông ali bị đưa ra khỏi nhà khi chỉ mặc một chiếc quần pyjama đen trắng không mặc áo cảnh sát yêu cầu công chúng tránh xa hiện trường ở mau hop và gần burlington leaf bridge khi đơn vị tội phạm đang điều tra, bất kỳ ai có hình ảnh quay bằng camera hành trình gần với cây cầu vào khoảng 9 giờ sáng đều được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức nói với Trung Quốc từ chối cho tàu chiến cập cảng. Liên Hợp Quốc cho biết thế giới có khả năng bỏ lỡ các mục tiêu khí hậu kể cả khi ảnh hưởng của Covid-19 đã góp phần làm giảm lượng khí thải. Trung Quốc cảnh báo Hiệp ước Hoa Kỳ Anh Australia có thể tự làm tổn hại đến lợi ích của chính họ. Hơn 850.000 liều vaccine AstraZeneca do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ đã đến Việt Nam. Sài Gòn bắt đầu nới lỏng các hạn chế của COVID-19. Thưa quý vị, mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức cho biết, Trung Quốc đã từ chối một tàu chiến của Đức đang làm nhiệm vụ và cập cảng vào Biển Đông. Theo đó, thì tàu chiến của Cộng hòa Liên bang Đức là tàu khu trục nhỏ Bayern khởi hành từ Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng trước để thực hiện nhiệm vụ kéo dài 6 tháng đến Biển Đông Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Liên bang Đức cho biết, Trung Quốc đã quyết định rằng họ không muốn một chuyến thăm cản và chúng tôi đã ghi nhận sự việc này. Khi được hỏi về sự việc, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên nói rằng, Trung Quốc hy vọng các nước bên ngoài khu vực sẽ đóng một vai trò xây dựng và tôn trọng mọi nỗ lực của các nước bên trong để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Theo đó, tại cuộc họp ở Bắc Kinh hôm thứ năm, ông Triệu cho biết Trung Quốc coi trọng sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức, kể cả quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia. Phía Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi gì về sự việc này. Trước đó, vào đầu tháng 8, Cộng hòa Liên bang Đức đã cử tàu chiến Beijing này đến Biển Đông, lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực trong bối cảnh ngày càng báo động về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Liên hiệp quốc cho biết thế giới có khả năng bỏ lỡ các mục tiêu khí hậu, kể cả khi ảnh hưởng của Covid-19 đã góp phần giảm lượng khí thải. Vào hôm thứ năm thì Liên hiệp quốc cho biết, tốc độ biến đổi khí hậu vẫn không bị chậm lại bởi đại dịch Covid-19 toàn cầu và thế giới vẫn bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến cắt giảm lượng khí thải carbon. Theo tổ chức khí tượng thế giới WMO, suy thoái kinh tế do ảnh hưởng từ virus chỉ gây ra sự suy giảm tạm thời về lượng khí thải CO2 vào năm ngoái và nó không đủ để đảo ngược mức độ gia tăng của khí nhà kính trong khí quyển. Một số người cho rằng các biện pháp khóa cửa phòng Covid-19 sẽ có tác động tích cực đến bầu không khí, điều này là không đúng, theo tổng thư ký WMO là Petteri Talas cho biết tại cuộc họp báo. Ông Petteri đã so sánh những đảo lộn đáng kể đối với cuộc sống hàng ngày do đại dịch Covid-19 gây ra với những thay đổi ôn hòa cần thiết hơn nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu, đồng thời ngăn chặn những hậu quả thêm phần thảm khốc. Theo đó, ông nói, nếu thất bại trong việc giảm thiểu khí hậu, chúng ta sẽ gặp phải một vấn đề lâu dài trong ít nhất hàng trăm hoặc thậm chí là hàng ngàn năm. Những ảnh hưởng về kinh tế, phúc lợi của con người sẽ đáng để tâm hơn nhiều so với đại dịch Covid-19 này. WMO cho biết trong báo cáo United in Science 2021 của tổ chức này hiện không đạt được các mục tiêu giảm phát thải và khả năng cao là thế giới sẽ bỏ lỡ mục tiêu của thỏa thuận Paris và giảm sự nóng lên toàn cầu xuống còn 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Theo Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres nhận định, Báo cáo kết quả là một đánh giá đáng báo động về mức độ chúng ta đang đi lệch hướng. Đồng thời, ông Antonio còn cho rằng đây là một năm quan trọng để có những tác động đối với khí hậu. Theo đó, ông nói, nếu không có những biện pháp giảm thải khí nhà kính một cách nhanh chóng trên quy mô lớn, việc hạn chế sự nóng lên vượt mức 1,5 độ C sẽ là điều không thể và vì vậy sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với con người cũng như sự sống còn trên hành tinh này. Trung Quốc cảnh báo Hiệp ước Hoa Kỳ, Anh, Australia có thể tự làm tổn hại đến lợi ích của chính họ. Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ, Anh và Australia từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh bởi nguy cơ cả ba quốc gia này sẽ tự làm tổn hại đến lợi ích của chính họ sau khi cả ba vừa công bố một hiệp ước hợp tác quốc phòng mới. Trước đó, thì quan hệ đối tác an ninh giữa Hoa Kỳ, Anh, Australia có tên là AUKUS đã được lãnh đạo của cả ba quốc gia công bố vào hôm thứ Năm trong đó có đề cập đến kế hoạch cung cấp cho Australia, nước Úc, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân kéo dài 18 tháng. Thỏa thuận AUKUS đã thu hút phản ứng chính trị mạnh mẽ trong lãnh thổ Úc, Vương quốc Anh và và kể cả Pháp. Sau khi thỏa thuận này được công bố, Pháp đã đột ngột chấm dứt hợp đồng tàu ngầm trị giá 90 tỷ đô la với Úc. Mặc dù không có nhà lãnh đạo trong cuộc nào đề cập đến Trung Quốc, nhưng thỏa thuận này được nhìn nhận là nhằm đáp trả chủ nghĩa bành trướng và gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo đó, Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden đã nói về sự cần thiết phải duy trì một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời phải hướng đến môi trường chiến lược hiện tại của khu vực. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, quyết định xuất khẩu công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cực kỳ nhạy cảm cho Úc do Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đảm nhận là một trường hợp về tiêu chuẩn kép cực kỳ vô trách nhiệm theo đó, ông Triệu cho rằng, Hoa Kỳ, Anh, Úc nên từ bỏ tâm lý thời chiến tranh lạnh lỗi thời và các khái niệm địa chính trị hẹp hòi. Đồng thời ông Triệu còn nhận định cả ba quốc gia nên tôn trọng nguyện vọng của người dân cũng như làm nhiều điều có lợi hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Bằng không thì chỉ dẫn đến kết cục là tự họ làm tổn hại đến lợi ích của chính mình, ông Triệu nói. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Trung Quốc ngày càng trở nên cô lập trên đấu trường quốc tế. Vào tuần trước, thì Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã có buổi điện đàm lần đầu tiên sau gần 7 tháng. Ngoài ra, các cuộc gặp gần đây giữa các nhà chức trách Trung Quốc với các quan chức nước ngoài đã kết thúc trong giận dữ hoặc bế tắc. Hơn 40% các doanh nghiệp lớn của Anh gặp khó khăn trong việc tuyển dụng các doanh nghiệp Anh đã thông báo công tác tuyển dụng ngày càng khó khăn, chỉ trong vòng vài tuần, một phần là do thiếu lao động từ các nước Liên minh châu Âu. Khoảng 41% các công ty có 10 nhân viên trở lên báo cáo những thách thức tuyển dụng lớn hơn bình thường trong 2 tuần tính đến ngày 5 tháng 9 tăng từ 32% vào đầu tháng 8 khoảng 1 phần tư các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng cho rằng số lượng ứng cử viên từ khối EU giảm là một yếu tố, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải và lưu kho, nơi mà thiếu tài xế xe tải đã dẫn tới các tắc nghẽn giao thông trên diện rộng. Tình trạng thiếu lao động phổ biến nhất trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, tiếp theo là dịch vụ cấp nước, chăm sóc sức khỏe và xây dựng. Anh đã ban hành các quy định nhập cư mới vào ngày 1 tháng 1, yêu cầu hầu hết các công nhân EU chưa sống ở Anh phải có thị thực làm việc. Điều này có thể tốn nhiều thời gian và chi phí. Các nhà tuyển dụng đã kêu gọi chính phủ tạm thời nới lỏng các quy định về thị thực để cho phép họ có thể thêm thời gian đào tạo nhân viên người Anh, nhưng chính phủ đã bác bỏ điều này và cho biết một phần của giải pháp là các doanh nghiệp phải cải thiện mức lương và điều kiện làm việc. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết giá dầu cao hơn và các nút thắt sau đại dịch, bao gồm cả tình trạng thiếu lao động, sẽ đẩy lạm phát lên 4% vào cuối năm nay. Mặc dù họ cho rằng tình trạng này sẽ giảm dần và cho thấy thị trường còn nhiều tiềm năng phát triển. Gabi Petito Cảnh sát truy lùng người phụ nữ mất tích trong chuyến đi xuyên nước Mỹ bằng xe van với hôn phu các nhà chức trách Mỹ đang tìm kiếm một phụ nữ Florida bị mất tích trong một chuyến đi xuyên nước Mỹ bằng xe fan cùng với chồng sắp cưới. Gabriel, hay còn gọi là Gabby Petito, 22 tuổi, đã không nói chuyện với gia đình kể từ cuối tháng 8 khi cô đến thăm công viên quốc gia Grand Teton National Park của Wyoming với bạn trai. Cảnh sát cho biết bạn trai Brian Laundrie, 23 tuổi, đã trở về nhà với chiếc xe van, hiện là người được quan tâm trong vụ án cặp đôi đã ghi lại chuyến đi xuyên quốc gia của họ trên mạng xã hội. Anh Landry đã trở về nhà của họ ở Florida vào ngày 1 tháng 9. Cảnh sát cho biết, 10 ngày sau thì cha mẹ của cô Petito đã báo cáo là cô đã mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết mặc dù Landry từ chối nói chuyện với họ về sự mất tích của cô Petito, nhưng anh vẫn chưa bị buộc tội gì. Chúng tôi đang cầu xin bất kỳ ai, kể cả Brian, chia sẻ thông tin với chúng tôi về nơi ở của cô ấy trong vài tuần qua cảnh sát trưởng của Northport, ông Todd Garrison cho biết. Việc thiếu thông tin từ Brian đang cản trở cuộc điều tra này, câu trả lời cuối cùng sẽ được đưa ra. Thế nhưng luật sư của Brian Laundry, Stephen Bertolino, đã bảo vệ sự im lặng của anh ta. Ông luật sư này nói, Theo kinh nghiệm của tôi, các cặp đôi thân thiết thường là người đầu tiên mà các nhà thực thi pháp luật tập trung sự chú ý của họ vào những trường hợp như thế này và cảnh báo rằng bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra sẽ được sử dụng để chống lại bạn là đúng bất kể khách hàng của tôi có liên quan gì tới sự biến mất của cô petito hay không vì vậy mà theo lời khuyên của luật sư laundry đã không nói về vấn đề này ông bertolino nói gia đình của cô petito đã kêu gọi anh laundry đưa ra câu trả lời bao gồm thời điểm mà anh ta đã nhìn thấy cô ta lần cuối cùng và tại sao anh ấy lại để cho gabi một mình và lái xe ven của cô đến florida đây là những câu hỏi quan trọng cần có câu trả lời ngay lập tức họ nói trong một tuyên bố. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, cha của cô Petito kêu gọi công chúng cung cấp thông tin có thể giúp ích cho vụ việc này. Cặp đôi đã bắt đầu chuyến du lịch trên toàn quốc trên chiếc xe van for transit màu trắng vào tháng 7, đăng tải thông tin cập nhật trên phương tiện truyền thông xã hội. Họ quay hình ảnh của mình đang mỉm cười, hôn nhau và chạy trên bãi biển trong một video trên YouTube với tựa đề Bắt đầu hành trình cuộc sống của chúng tôi đã được xem hơn 600.000 lần. Hai tuần trước khi cô Petito mất tích vào ngày 12 tháng 8, cảnh sát ở thị trấn Moab, miền nam của Utah, đã được gọi đến để điều tra một vụ bạo lực gia đình có thể xảy ra liên quan tới cặp đôi này. Cảnh sát đã công bố đoạn phim Bodycam cho thấy cô Petito đang khóc và phàn nàn về sức khỏe tâm thần của mình với các sĩ quan cô cũng cho biết họ đã tranh cãi thường xuyên hơn các viên chức đề nghị họ nghỉ qua đêm riêng biệt nhau nhưng đã không phạt bất kỳ cá buộc nào và người ta vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra tiếp theo cảnh sát hiện đã thu giữ chiếc xe van để khám nghiệm và tìm manh mối một số cập nhật về tình hình covid trên thế giới ở châu Âu có khoảng 3.000 nhân viên y tế Pháp đã bị đình chỉ vì không tiêm vaccine coronavirus trước hạn chót trong tuần này. Bộ trưởng Y tế Olivier Véran nói, hầu hết những người bị đình chỉ công việc là ở các vị trí hỗ trợ, không phải là nhân viên y tế. Con số bị đình chỉ thấp hơn dự kiến. Người lao động Ý ở cả lĩnh vực công và tư phải cung cấp giấy thông hành sức khỏe để đi làm việc, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10. Các tài liệu có thể bao gồm bằng chứng về việc tiêm chủng, kết quả âm tính trong xét nghiệm nhanh gần đây hoặc là phục hồi từ COVID-19 trong 6 tháng trước. Slovenia và Hy Lạp đã áp dụng các biện pháp tương tự trong tuần này. Tính đến thứ năm, đã có hơn 226,4 triệu ca COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu đã hơn 4,6 triệu người. Tại châu Á, các quan chức y tế Trung Quốc cho biết đã có hơn 1 tỷ người đã được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 72% trong tổng số 1,4 tỷ dân của quốc gia này. Trung Quốc đã phần lớn ngăn chặn sự lây lan bằng cách áp đặt các hạn chế và kiểm tra hàng loạt bất kỳ khi nào phát hiện ra các bệnh mới. Nước này cũng đã hạn chế nhập cảnh và yêu cầu những người đến phải cách ly trong khách sạn ít nhất là 2 tuần. Tại châu Phi, Giám đốc châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các ca nhiễm COVID-19 trên lục địa này đã giảm 30% vào tuần trước, nhưng nói rằng khó có thể yên tâm vì tình trạng thiếu vaccine trầm trọng, trọng. Tiến sĩ Masitiso Mochi của WHO cho biết chỉ 3,6% dân số châu Phi đã được tiêm chủng đầy đủ. Ông cho rằng lệnh cấm xuất khẩu và việc các nước giao tích trữ vaccine đã dẫn tới sự bế tắc về nguồn cung cấp vaccine cho châu Phi. Ở châu Mỹ, Cuba đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em ở độ tuổi từ 2 đến 10 tuổi. Nói rằng cần phải hạn chế sự lây lan của biến thể Delta. Cuba có hai loại vaccine sản xuất ở trong nước, đó là Abdala và Soberana, được cho là an toàn và hiệu quả. Cả hai đều cần tiêm 3 mũi và các đợt bùng phát liên tục đang gây áp lực nặng nề trên các cơ sở y tế và làm gia tăng các vấn đề kinh tế của đất nước Cuba. Hơn 850.000 liều vaccine AstraZeneca do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ đã đến Việt Nam. Theo đó, thì lô vaccine AstraZeneca gồm 852.480 liều do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ cho Việt Nam đã đến Hà Nội vào thứ Năm. Đây là một phần trong cam kết 2,5 triệu liều của quốc gia châu Âu này hỗ trợ cho chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam lô vaccine do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ lần này thông qua cơ chế COVAX với sự hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức UNICEF, tổ chức WHO tại Việt Nam và chính phủ Việt Nam. Tôi rất vui mừng việc cung cấp vaccine của Cộng hòa Liên bang Đức thông qua COVAX. Quốc gia này sẽ sát cánh cùng Việt Nam chiến đấu và khắc phục đại dịch COVID-19, theo ông Guido Hüller, đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, chia sẻ. Về phía Việt Nam, tiến sĩ Kydron Potts là quyền điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và trưởng đại diện WHO Việt Nam cho biết, thay mặt các tổ chức Liên Hợp Quốc, chúng tôi xin cảm ơn chính phủ và nhân dân Cộng hòa Liên bang Đức đã chia sẻ với nhân dân Việt Nam những liều vaccine rất cần thiết để cứu sống nhiều sinh mạng. Với lô hàng vaccine mới nhất, Việt Nam đã nhận được hơn 12,5 triệu liều vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX, trong số cam kết 30 triệu liều thông qua cơ chế này vào năm 2021. Việt Nam trong hôm thứ Năm đã tiêm được hơn 32 triệu liều vaccine COVID-19, với gần 6 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Và Sài Gòn bắt đầu nới lỏng các hạn chế của COVID-19. Theo đó, thành phố là tâm chấn COVID-19 của cả nước, hiện đang dần nới lỏng một số quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội đã được áp dụng trong nhiều tuần vừa qua, Bắt đầu từ thứ năm, các dịch vụ giao hàng liên quận đã được phép hoạt động từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Doanh nghiệp có thể sử dụng nhân viên giao hàng của mình trong phạm vi cấp quận và không cần phải sử dụng độc quyền các công ty vận chuyển. Tuy nhiên, họ chỉ có thể làm như vậy trong phạm vi của mình và nhân viên giao hàng cần được test Covid-19 2 ngày một lần. Cũng từ thứ năm, những người sống trong vùng xanh, được gọi là vùng có nguy cơ thấp, có thể đi bộ và tập thể dục ở những nơi công cộng, mặc dù họ vẫn phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với những người khác. Thành phố cũng đã cho phép một số doanh nghiệp, các công trình xây dựng và giao thông được hoạt động trở lại, cũng trong khung giờ từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Các hạn chế đã được nới lỏng nhiều nhất ở ba khu vực là quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ, nơi đại dịch về cơ bản đã được kiểm soát. Đồng thời thì thành phố sẽ thử nghiệm chương trình thẻ xanh vaccine trong 2 tuần tại cả ba khu vực này. Những người được cấp thẻ xanh sẽ có thể tham gia các hoạt động nhất định mà không có quá nhiều hạn chế như là du lịch trong nước và quốc tế cũng như tham gia các sự kiện cộng đồng. Trong đợt sống COVID-19 gần nhất cách đây khoảng 5 tháng tại Việt Nam, Sài Gòn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thành phố 13 triệu dân này đã ghi nhận hơn 315.000 trường hợp mắc Covid-19 và hơn 12.600 ca tử vong vì dịch bệnh này. Cập nhật tình hình Covid tại Việt Nam. Bản tin dịch Covid ngày 16 tháng 9 của Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua ghi nhận có 10.489 ca nhiễm mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 10.482 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 6.537 ca ở trong cộng đồng. Các ca nhiễm COVID-19 mới chủ yếu tại Sài Gòn có 5.735 ca, Bình Dương 2.998 ca, Đồng Nai 567 ca, Long An 281 ca, Kiên Giang 198 ca và An Giang 126 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 656.129 ca nhiễm. Năm tỉnh và thành phố ghi nhận số ca cao nhất đó là Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang. Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.901 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên thành 423.551 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng hiện nay đang được điều trị là 5.750 ca. Trong hôm nay cũng ghi nhận có 234 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính tới hết ngày 16 tháng 9 là 16.425 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 15 tháng 9 có 715.550 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 32 triệu 296 517 liều, trong đó có hơn 26,3 triệu người đã được tiêm một mũi và gần 6 triệu người đã được tiêm hai mũi. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch, đồng đô la Canada bằng 0,7890 đô la Mỹ và bằng 0,6710 đồng Euro. Trong khi đó thì 1 đô la Canada bằng 17.950,18 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 72,61 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 75,63 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.759,38 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới hàng ngày của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi và kính mời quý vị ghé thăm trang web culturemagazine.com để đọc các bài viết khác. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và bình an hạnh phúc. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.